Kính chào bà con. Hôm nay ngày 26 tháng 5 2021, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ lô cao su cạo hành lý cho bà con. Hiện giờ thì ở Bổ Túc bên Tây Ninh đó, có 8 hecta lô cao su 2-3 năm trồng năm cách đây trồng khoảng 25 năm rồi, và bây giờ bán hành lý là 8 hecta với giá là 1 hecta bán 2 năm là 36 triệu nha bà con. Thì nếu bà con nào có nhu cầu thì hãy liên hệ đến anh Nghĩa chủ thầu, số điện thoại là 0977 092969 nha. Chúng tôi nhắc lại là 8 hecta ở Bổ Túc Tây Ninh với giá tiền bán 2 năm một mẫu á, là 1 hecta đó là 36 triệu 2 năm, bán 2 năm nha bà con, cán giao là 5 mét rưỡi. Thì bà con nào muốn cạo hành lý thì hãy liên hệ đến số anh Nghĩa là 0977 092969. Giá mũ ở khu vực Bổ Túc Tây Ninh hôm nay là 370 đồng trên một độ rồi nha bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.